Phi trường của Singapore công nhận mình thiệt là đáng nể luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn, lung linh các bạn ơi. Wow, cái ếch nó sòn mục mục nè. Một cái nồi cháo nè, quá ngon luôn. Mình đang thèm cháo. Trời ơi, nó cay quá. Ảnh lên nãy giờ. Trời ơi, nó cay quá hả? Ngon quá. Cái vị cay với lại cái vị trứng nó làm cho nó đặc biệt đặc. Trời ơi, vậy luôn hả? Cái vị cay với lại cái vị trứng là. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với Kitty Food Stories. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Phuket và bây giờ là sáng sớm mình phải chạy ra phi trường để bay qua Singapore. Các bạn nhớ đón xem video hành trình qua Singapore nha. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn ra phi trường. Tạm biệt Phuket nha, rất là dễ thương, rất là thích Phuket. Hẹn ngày gặp lại nha. Thì mình book cái này trên Klook là giá khoảng chừng 859 bạc nha các bạn. Xe này đời mới mà người ta tới đúng giờ các bạn. Mình book là 8 giờ rưỡi sáng mà 8 giờ 20 là đã tới rồi. Book xe trên Klook á, mình book cái dạng là 10 chỗ ngồi nha các bạn. Là bởi vì 10 chỗ ngồi mình đem theo được 10 cái vali. Tuy rằng mình không có 10 cái vali nhưng mà nó thoải mái hơn. Còn những xe nhỏ như là 4 chỗ ngồi á, người ta cho mình 4 cái vali thôi. Rồi mất công rồi người ta không có cho đem nhiều vali á, tại mình có tới 4 cái vali lớn, hai cái vali kéo tay nhỏ mà không có thấy xe nào là 7 chỗ ngồi cho ở trên khay lúc hết á. Cho nên mình book cái này mà giá mình thấy cũng rẻ đó. Tại vì khi mà bạn tới phi trường á, bạn mới book taxi á, thì lúc đó rất là cao nha, khoảng 1.400 bạc đi cho một chuyến. Bưng đồ cho mình luôn các bạn, đem lên trên cái đẩy hành lý lên trên xe cho mình luôn. Hey, bye bye, thank you. Này dễ thương ghê không, bỏ hết hành lý cho tụi mình mà tụi mình không có cần nhờ luôn á, là người ta tự làm luôn các bạn. Và nhớ nếu mà được thì cho tiền tip người ta, tại thấy thương quá. Trước tiên là mình chia sẻ cái chuyến bay của Thai Air Asia là mình gặp rất là nhiều rắc rối là bởi người ta cứ hủy chuyến bay của mình hoài và rất là khó khăn trong việc mua hành lý. Mua ở trên online không được, người ta cứ nói là sorry unavailable, sorry unavailable, mà trong khi đó mình không dám bay với họ nữa là bởi vì họ hủy mình hoài. Cho nên là mình đã chọn máy bay Scoot, tức là Scoot đó là của Singapore, mình bay từ Phuket qua Singapore. Hãng Thai Air Asia là mình khủng hoảng tinh thần, cuối cùng mình hủy mình không đi nữa. Khi mà mình hủy chuyến của Thai Air Asia, người ta mới cho mình credit lại, nhưng mà cái credit đó không mua được vali, là tại vì cái website của người ta cứ bị error, sorry unavailable hoài. Và cuối cùng mình mới nhờ em của mình ở bên Việt Nam mới giúp mình gọi thẳng lên và người ta mới chịu bán hành lý. Nhưng mà cái hành lý người ta bán là mình mua 15kg là người ta bán khoảng 40 đô. Cái giá cũng cao nha các bạn. Thì mình chia sẻ là cái vé mình đi của Thai Air Asia thật ra nó cao lắm, là tại vì hành lý người ta chót rất là mắc. Nếu như bạn có đi á, bạn nhớ book hành lý sớm, tức là sớm mấy tháng á, chứ mà book gần là rất là cao. Sau đó mình hủy bên đây, tại vì người ta cứ hủy mình hoài á, cho nên là mình đi với lời Scoot. Thì Scoot Airlines từ ở đây bay qua bên Singapore chưa có hủy mình chuyến nào hết trơn. Mình mừng quá, mình đi tới đây là mình rất là mừng luôn á. Cái gian nan mà mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là như thế nào, tức là lúc đầu á, mình tới Singapore mình chỉ định là ở bên Singapore là 5 đêm. Thì cái đêm đầu tiên mình sẽ review một cái khách sạn mắc tiền nhất ở bên Singapore cho các bạn, tại vì nó quá mắc đi. Cho nên mình không có thể nào mình ở 5 đêm được, mình ở 1 đêm thôi. 4 đêm còn lại mình sẽ ở khu khác. Cái khu đó cũng ok lắm, có nhiều bạn recommend là ở khu đó. Tưởng sao Thai Air Asia đổi chuyến bay hoài rồi mình đi với Scoot. Thế là mình phải đi qua bên Singapore sớm hơn một ngày. Cho nên là mình phải book một cái khách sạn khác nữa các bạn. Tức
là một khách sạn mình ở một đêm, rồi cái khách sạn mắc tiền mình ở một đêm, rồi cái khách sạn ở khu Chinatown 4 đêm, các bạn thấy mình có gian nan không? Mà mình kệ nệ vali, mình đi từng khách sạn, trời ơi, mình nghĩ tới cái vấn đề đó thôi mình cũng rối não. Mà cái khách sạn mà mình muốn book luôn để mà ở cái khách sạn mắc tiền á, thì tới giờ phút này á, cái giá nó quá cao rồi. Lúc mà mình book á, là 500 đô, còn bây giờ là hình như là gần 800 đô rồi các bạn, sau thuế này nọ là coi như là 800 đô rồi. Mình thấy là nó quá cao đi, khủng hoảng tinh thần quá các bạn ơi. Ở một đêm để mà review chia sẻ với các bạn thì ok, chứ mà ở nhiều đêm mình thấy nó quá mắc đó, mình không có nhu cầu, tức là không có điều kiện mà cũng không có nhu cầu luôn. Mình thấy thà cái tiền đó mình để mình đi ăn. Cho nên là mình không có book khách sạn quá mắc tiền. Mình book khách sạn 4 sao nha các bạn. Một cái hành trình này mà mình đi qua Singapore, mình ở tới 3 cái khách sạn khác nhau. Nhưng mà thôi, mình nghĩ lạc quan tí đó là gì? Đó là ít ra mình cũng review 3 cái khu khác nhau, rồi mình đi review cho các bạn coi mình thích ở khu nào, để cho các bạn dễ mường tượng hình dung, rồi để lần sau các bạn đi Singapore thì nên ở khu nào. Thôi kệ đi, nghĩ vậy lạc quan tí đi cho đời vui vẻ. Chứ nghĩ tới cái cảnh mà gian nan khiêng khệ nệ mấy cái vali đi từng khách sạn là thấy rất là phê rồi đó. Có một chuyện rất là quan trọng là trước khi các bạn tới Singapore nhớ khai báo. Tức là mình sẽ để cái link ở dưới cho bạn nào cần nha. Mình phải lên online mình khai báo là mình phải điền số passport hộ chiếu của mình, tên tuổi và mình đi ngày nào, mình rời Singapore ngày nào. Tức là người ta phải có hết thông tin đó, rồi người ta mới gửi cho các bạn cái barcode đó, rồi mình mới vô Singapore được nha các bạn. Thì tới Singapore các bạn không có được đem sầu riêng, mít, không được đem lên máy bay nha các bạn. Không có được đem cái cây mà diệt mũi á, cây diệt mũi mà mình có cục pin chậm á. Rồi cũng không được đem pin, rồi mấy cái cục sạc pin, laptop là check in nha. Nhưng mà carry on thì ok. Đây là những món mình không có được đem lên máy bay nha các bạn. Thì tới đây người ta hỏi các bạn là chích mũi chích nào, vaccine đó nha các bạn. Rồi người ta phải cần coi cái thẻ. Bây giờ check in xong mình làm cũng lẹ các bạn, tại vì tụi mình đi ra sớm cho nên cái hàng cũng không có dài lắm. Đây là ở bên trong nha các bạn. Sau khi tụi mình check in cái cổng ở đằng đó rồi đi vô đây, thì ở trong đây không có nhiều đồ ăn đâu. Thí dụ người ta có Subway nè, hay là mấy cái snack vặt vặt thôi. Đó, mấy cái snack là chip này, mình không thấy đồ ăn gì nhiều nha. Cho nên là bạn nào mà ra đây nhớ ăn ở khách sạn trước. Thì người ta cho mình, nếu mà đi với lại trẻ em thì người ta cho mình vô trước nha các bạn. Bây giờ tụi mình đi vô. Bạn nào du lịch á thì nên mua cái cục này, mình có chia sẻ rồi nè. Cái cục power bank này là cái cục cứu tinh của mình. Mình sạc pin á để mình, tại vì mình rất là cần nó. Nhưng khi mà mua các bạn lưu ý nha, mình phải cần mua dưới 100 Wh nha các bạn. Thì hôm bữa mình có chia sẻ cái cục này rồi, nó rất là nhanh, gọi là super fast á. Cho nên là mua đúng cái này thì xài mới được. Bạn nào mà mua trên 100 Wh là người ta không có cho đi đâu nha. Thì tổng cộng cái vé máy bay mình mua từ Phuket qua Singapore cho 3 người luôn hành lý là 442 đô. Hành lý là mình mua là thêm ký đó các bạn. Là bởi vì người ta cho mình mỗi người 20 ký. Rồi cộng thêm cái vali xách tay đó là 15 ký. Nhưng mà mình vali mình check in đó nó nhiều hơn là 60 ký, cho nên là mình mua thêm. Mình mua thêm cho nên là tổng cộng của mình luôn hành lý và vé máy bay 3 người rồi mua 3 chỗ ngồi luôn là 442 đô. Mình có order đồ ăn trên máy bay á các bạn. Thank you. Này cho gia đình nè. Thank you. Đây nè. Mình không có đặt cái này các bạn, mà tự nhiên ta đưa cái này. Đồ ăn mình đặt á, người ta nói không còn. Mà mình đặt trước mấy tuần lễ rồi đó nha. Khoảng 2 tuần lễ rồi. Mình đặt cơm gà, rồi tự nhiên ta đưa cơm này, không biết làm sao nữa.
làm xưởng, rồi chị dầu vô cái cà nấu trong miếng cơm á, vị lạ lắm, nó quá trời dầu trong đó mà nó ngọt á. Người ta có thể đổi cái menu của bạn, mặc dù mình đã order hôm bữa mình đi Thái Air cũng vậy, mình order cơm chiên, lát đưa ra mình phá Thái. Xong mình hỏi tại sao, người ta nói là người ta không làm cơm chiên nữa. Cảm ơn mẹ, mua cái này cho con có chip nè, có để uống sữa chocola, có nước ngọt nè, có nước nè, có bánh nè, có bánh nữa nè, có bánh nữa nè. Ngon không? Greatest lunch ever. Welcome to Singapore các bạn ơi. Từ Phuket nha các bạn, qua Singapore là 2 tiếng. Và các bạn lưu ý là khi mình lên máy bay á, là lúc nào mình cũng phải mang khẩu trang hết á. Ở trong phi trường cũng phải mang khẩu trang. Đang đứng xếp hàng để mà lấy hành lý thì có một em ở Singapore, người Việt Nam, lại nói chị có phải là Katie Good Stories không? Đi ra cũng có fan ở đây nữa nha các bạn. Tức là em ấy ở Singapore cũng mới chơi từ ở Phuket về đây. Bây giờ tụi mình đi ra cổng và sẽ bắt taxi về. Taxi mình có thể dùng cái Grab app nha các bạn. Và mình đi ra ngoài, mình gọi taxi bằng Grab thì từ đây á, mình đi về khách sạn là tốn khoảng chừng 46 đô nha các bạn. 46 đô Sing. Thì mình sẽ để tiền đô trên màn hình này luôn nha. Hôm bữa các bạn muốn mình quay nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam nhưng mà mình không quay là bởi vì mình muốn đưa những hình ảnh đẹp lên trên video cho các bạn xem. Thì chỗ nào đẹp mình mới quay, thì thôi hôm nay sẵn ở đây nè, mình vô mình quay cho các bạn xem nha. Đây là nhà vệ sinh ở trong phi trường nha các bạn. Này toilet của người ta rất là sạch. Có cái nút ở phía trên bấm sạch lắm. Phi trường Singapore nhìn rất là mới và đẹp. Nhưng mà theo khi chị thấy á, trong tất cả những sân bay mà mình đi á, mà phi trường mình thấy sạch và đẹp và tân thời tân tí nhất đó là bên Hàn Quốc nha các bạn. So á, cái phi trường nó công nhận là phải nói quá đẹp luôn. Đẹp quá ha. Phi trường sạch đẹp, mình nhìn thấy tân tiến. Có mấy cái con robot đó các bạn, nó đi vòng vòng, nó hút bụi. Đây là chỗ mình lấy hành lý nha các bạn, rất là đẹp luôn ha. Trồng bông trồng hoa nhìn sạch sẽ đẹp quá chừng luôn. Thì vừa đi ra cổng luôn. Cổng này là cổng số 1 nha các bạn. Các bạn sẽ tới một cái thác nước. Thác nước chùa, người ta nói là tới đây là nên lại đây để mà tham quan bởi vì nó rất là đẹp. Ai tới đây cũng check in đó, đó các bạn nhìn nè. Phải tới đây chụp một tấm hình thì mới cho người ta biết là mình tới Singapore. Wow. Đây là phi trường đấy các bạn ơi. Phi trường của Singapore quá đẹp phải không ạ? Đẹp lung linh luôn đó. Phi trường của Singapore công nhận mình thiệt là đáng nể luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Lung linh các bạn ơi. Mình book cái Grab này là loại 6 chỗ ngồi. Nhưng mà mình đi 4 cái vali lớn, 2 cái vali nhỏ thì người ta đòi tính mình thêm 30 đô nữa nha các bạn. Tức là tổng cộng đi taxi thôi nha là 70 mấy đô đó các bạn ơi. Tới rồi các bạn. Mình ở ngay chỗ cái khu này luôn, Bugis nè. Ở khu này người ta nói nhìn vui lắm á. Check in đây là trên lầu 3. Khách sạn này mình book là
$125 cho một đêm là tính luôn thuế hết rồi đó. Wow. Vô nhìn thấy nó cũng thoáng. Ôi, mình không biết là có cái bếp luôn. À, có cái sink rửa tay luôn. Tuy là họ có cái bếp nhưng mà không có nồi hay chảo đâu nha các bạn. Trống trơn à, không có đũa muỗng gì đâu. Cho nên mà bạn nào mà có book khách sạn này á thì nhớ lưu ý nha. Trống trơn không có. Cái view. View này nhìn ra đường này, đường chính nè. À. Cái location thì ok, nhưng mà chỉ có điều á, buổi tối á, tự nhiên mình đang ngủ á, cái toilet á, nó cứ dội nước hoài, cả đêm không có ngủ được. Cái máy nó cứ tự động dội nước vậy đó. Này là giường, này là giường king. Check in khách sạn xong á, là tụi mình đi taxi tới đi ăn, tìm đồ ăn ăn nha các bạn. Mình đi tới cái tiệm cháo ếch Gây Lan. Gây Lan Nai, tức là cái tiệm bán cháo ếch đó rất là ngon và nổi tiếng. Làm bây giờ mình chỉ thèm cái gì mà nước đó các bạn, có nước lỏng lỏng ăn. Taxi các bạn có thể chọn Grab, thì khi mà mình chọn, mình book qua Grab á, mình có thể chọn loại mà đi meter, nhưng mà đôi lúc có lúc không nha các bạn. Khi mà tới Gây Lan á là các bạn sẽ thấy rất rất là nhiều nơi bán cháo ếch. Nhưng mà cái chỗ mà mình thấy nổi tiếng mà nhiều bạn nói là Gây Lan số 9. Cho nên mình tới đó mình ăn thử. Gây Lan 9 nè. Gây Lan Lore 9. Wow. Trời ơi, đông nghẹt luôn nè. Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng bán cháo ếch nè các bạn. Cháo ếch Singapore. Tiệm này mở cửa từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ 45 sáng luôn. Bạn nào đi chơi về thì khuya mà đói thì cứ ghé đây. Cái hàng người ta ăn dài thần lòn luôn nha. Thank you. Đây là cái bếp người ta chuẩn bị nè. Rồi nó đông, thiệt là đông luôn các bạn ơi. Đây nè, cháo nè. Mình gọi cháo ăn, ăn cho nó nhẹ bụng á. Còn bên đây là người ta làm trứng chiên. Trứng chiên chung với là con hàu á các bạn. Mình gọi một phần như thế này nè. Đứng gần đây nóng khủng khiếp luôn á. Mình quay cái menu cho các bạn xem là cái giá nè, 5 đồng, 8 đồng, 10 đồng là tùy cái size. Còn cháo ếch là một con 8 đồng rưỡi, hai con 17 đồng, còn ba con 23 đồng. Mình mua ở loại là ba con luôn. Cái món cháo ếch Singapore này là ai cũng thèm hết trơn, đi tới đây là người ta thèm á. Cho nên là nói là tới đây là phải ăn món này ngày đầu tiên luôn. Cô bé ở trong đây nè lấy order cho mình á, là cổ là người Việt luôn. Cổ nói chị biết nói tiếng Việt à. Xong rồi cậu lấy order người cho mình là nói tiếng Việt luôn á. Ở đây kỳ lắm, nó lạ vậy nè, là khi mà người ta đem món gì lên là bạn phải trả tiền món đó, chứ không có phải là ăn xong rồi tính tiền nha các bạn. Đông quá cho nên người ta làm cái cách này, mình thấy cũng hay á. Các bạn lưu ý khi qua Singapore các bạn phải đem theo khăn giấy. Tại vì ở bên đây người ta không có cho, trừ khi nào các bạn, mình nghĩ chắc phải đi vô nhà hàng á, nhà hàng sang thì có, chứ ở đây thì không có nha. Đây là cái món hàu, hàu chiên trứng là $8. Bạn đang gọi cơm mà không biết sao người ta không đem cơm ra. Ngon quá. Cái vị cay với lại cái vị trứng nó làm cho nó đặc biệt đặc. Trời ơi vậy luôn hả? Cái vị cay với lại cái vị trứng làm cho nó đặc biệt hả? Ngon không? Cái vị sọc lưỡi chứ nó là ngon hơn nữa cô. Mẹ ơi, nó, cái này nó cay nhưng mà nó rất là ngon. Con thấy con giỏi hơn mẹ. Mới ăn ớt có nhiêu đó thôi mà nổ dễ sợ luôn á. Trời ơi, nổ quá đi anh ơi. Mới ăn ngày 2 ngày ớt này thôi mà anh giỏi hơn mình rồi đó. Đó, giờ đang cay quá trời cay nè.
mà không ai ép cản, không nãy giờ không nghe đó. Mời các bạn nha. Cái trứng chiên hận ok nha các bạn. Cái vị nó rất là béo, thì có nhiều dầu, nhưng mà vừa ăn ngon. Wow, cái ếch nó sòn ngục ngục nè. Một cái nồi cháo nè, quá ngon luôn. Đó, đây là ba con ếch đó nha các bạn. Còn đây là cháo nè. Thì cháo với lại một thố cháo với lại ếch này là 25 đô. Rồi một dĩa này là 13 đô xin. Rồi, ếch. Hấp dẫn quá. Mời các bạn nha. Wow, cái cháo người ta nấu nhuyễn băng luôn, ngon thơm quá. Wow, ngon. Cái cháo nó béo, nó béo mà nó thơm các bạn. Cái ếch người ta kho nó thơm lắm, mà cái thịt ếch tươi lắm nha. Wow, cái thịt ếch nó ngọt, cái thịt nó tươi cho nên nó ngọt lắm. Cái vị nó vừa ăn thơm, ngon thiệt. Cái này mình tìm đâu ra, giống như ở bên Việt Nam nấu cũng không giống vậy, mà ở bên Mỹ cũng nấu không giống vậy. Ở bên Mỹ có tiệm cháo, người ta bán cái dạng này nè, nhưng mà người Việt Nam cho nên nó bị lai, nó chẳng giống cái vị này đâu. Trời ơi, nó cay quá. Ảnh lên nãy giờ. Trời ơi, nó cay quá hả? Mình đang thèm cháo, mà cháo ớt cho nên mình ăn vô mình cảm thấy nó ngon cực kỳ. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ cố gắng, bây giờ mình nghiên cứu cái món này, mình nấu mình chia sẻ các bạn. Ở trong đây á, là người ta có gừng cắt sợi, ớt, hành lá cắt khúc, xì dầu, đường, ớt mà phải tươi. Mà ở bên Mỹ thì ớt tươi thì rất là hiếm. Cái này để cái mà vẫn còn ăn không có gì cả. Còn này nghiêu, nghiêu con rất là nhỏ nha, nó nhỏ cỡ đây nè, ngón tay cái của mình nè. Mời các bạn nha. Mình tính gọi ốc, ốc hấp á, mà đại ca nói đại ca không ăn ốc. Tối rồi ăn nhẹ, rồi lát đi vòng vòng tìm đồ ngọt ăn nữa. Ngon. Cái này ăn thơm quá. Cái nghiêu á, người ta xào với là ớt á. Wow, rất là thơm luôn cho đành ha. Đại ca hỏi mình, so sánh mình là cái cháo này với là cái cháo cá ở bên Houston là cái nào ngon. Thì cái cháo mà ăn với cháo ếch là nó khác, cái vị nó khác. Tại vì cái vị nó sẽ nhạt hơn và nó đặc hơn. Còn cái cháo mà ở bên Houston mà người ta làm cháo cá ở dưới Bắc Thảo á, là người ta nấu cái loại nhuyễn băng luôn mà ăn ngon cực kỳ. Hai loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu mà cho mình chọn thì mình chọn cái cháo cá ở dưới Bắc Thảo bên Houston. Rất tiếc người ta đóng cửa rồi các bạn. Còn bên đây là cái vị ngon khác nhau, mà ăn với lại ếch thì nó tăng lên cái vị nha, cái vị nó sẽ ngon hơn nữa. Ăn sạch cái nồi cháo và ếch luôn các bạn ơi. Và nghêu, trứng. Ăn này là no lắm rồi đó, mà mình thấy thỏa mãn quá là tại vì mình đang thèm cháo các bạn, cho nên mình ăn mình cảm thấy giác rất là ngon miệng. Nếu mà bạn tới tối một chút á là phải ngồi đợi nha. Hồi nãy mình tới đây là khoảng 6 giờ. Singapore về đêm nè. Khu mình đi hôm nay là khu Gây Lan. Còn
Chinatown là cái khu khác nữa. Các bạn ơi, ăn uống xong xuôi thì tụi mình tắm rửa sau đó đi tới đây. Buổi tối là bên chợ. Cái đường này nè các bạn, cái đường này là cái vỉa hè, tên là người ta gọi là Bouvet Street á. Buổi tối ra đây á, người ta bán nhiều trái cây, đủ thứ đồ ở trong đó. Thì từ khách sạn mình đi bộ tới đây 3 phút thôi, nó cũng gần lắm. Mình cứ gõ lên là Bouvet Street là nó ấy đưa các bạn tới đây à. Ở đây thì người ta có một cái con đường rất là nhiều người bán ở vỉa hè nè. Đây mình cho các bạn xem. Đó, người ta bán sầu riêng như thế này. Một hộp sầu riêng như thế này là 20 đô sing. Mình sẽ để giá tiền Việt và tiền đô trên màn hình luôn. Rồi người ta bán luôn cái cherries 1 ký 15 đô. Măng cục 4 đô một bọc. Nho này người ta nói ngọt lắm nè. Nho thấy ngon quá. Và nho này nên người ta để nó rất là ngọt. Mà không biết làm từ đâu á, không biết phải Hàn Quốc không ta. Cô chú nhớ support mẹ nha. Lấy y hợp. Bơ thì một trái 2 đô, còn 3 trái 5 đô. Đông lắm, buổi tối người ta đi ra chợ này đông dễ sợ luôn á. Chợ này là người ta có giá sẵn hết trơn rồi. Wow. Đông nghẹt người luôn. Chợ trái cây buổi tối là ở Bugis là như thế này. Đông quá ha. Vui nhộn ghê. Sầu riêng nữa. Cam 3 trái 1 đô mà không biết ngọt không ha. Nè. Lê thì 50 sen một trái. Wow, ổi 1 đô một trái. Mà bự lắm nha. Đó nè. To thiệt to luôn. Ở đây cũng có cái một cái chợ ABC nho nhỏ này nè, giống như tiệm ABC ở bên Korea, bên bên Hawaii gì các bạn. Cô chú nhớ subscribe cho mẹ con được không? Trời trời trời. Chôm chôm này là 3 đô một ký. Giờ tối mua một ít trái cây về nhà, về khách sạn ngồi nghỉ ngơi ăn. Không có dám mua sầu riêng nha các bạn. Ở đây người ta cấm mua sầu riêng đem về khách sạn nha. Người ta mà phát hiện bạn đem sầu riêng về khách sạn người ta phạt mình đó. Ở trên cái con đường này người ta bán rất là nhiều đồ ăn lặt vặt, từ gà chiên cho tới điểm sắm, cho tới thịt nướng. Có bắp luộc nữa nè. Rồi trứng nữa nè. Trứng luộc trà đó, hôm kỳ mình có chia sẻ này nè. Ngon lắm nè các bạn. Đồ ăn trong đây mình thấy giá cũng ok. Khu này buổi tối nhộn nhịp lắm. Nhưng mà cái nhộn nhịp nó khác với lại cái con phố Hồ Thị Kỷ, giống như chợ đêm Hồ Thị Kỷ nha các bạn. Giống như là người ta có những cái sạp như thế này và bán rất là nhiều đồ, từ đồ ăn cho tới khẩu trang cho tới điện thoại, mấy cái case điện thoại. Con đường này buổi tối đông đúc quá ha. Rồi bán mấy cái ví đủ loại hết. Quần áo. Và các bạn ơi, hành trình của gia đình mình từ sáng giờ là quay miệt mài sương khói luôn. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu như thích video này, nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Nhớ theo dõi đón xem video kế tiếp mình đi đâu ăn gì. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.
cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.